Vâng thưa quý vị, mới đây tại Hà Nội, Everest Group tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm Onfa Mama, sữa non chứa bào tử lợi khuẩn sống đa chủng đầu tiên tại Việt Nam, nhằm cung cấp và chia sẻ các kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho con trẻ, cho các ông bố, bà mẹ và giới thiệu về dòng sản phẩm mới. Onfa Mama là sản phẩm dinh dưỡng đầu tiên tại Việt Nam chứa bào tử lợi khuẩn sống đa chủng như lysine giúp kích thích ăn ngon miệng, gia tăng quá trình trao đổi chất, hay inulin fos phòng ngừa táo bón, tăng cường hấp thu canxi, magie, kết hợp cùng sữa non vitamin A, vitamin C, tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Đưa các bào tử sống đa chủng vào sữa non là một bước tiến mới trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ. Với quy trình sản xuất tiên tiến cùng nguồn nguyên liệu nhập khẩu hoàn toàn 100% từ Hoa Kỳ, sản phẩm hỗ trợ tối đa quá trình phát triển lớn khôn của con trẻ. Mình năm nay 29 tuổi, hiện tại thì mình đang có một bé gái là 3 tuổi. Vợ chồng mình sinh con đầu lòng nên là thành ra nuôi con cũng rất là vất vả. Khi mà con vẫn còn sữa mẹ thì bé đã không háu ăn rồi. Và khi mà con mà lên 2 tuổi thì cái tình trạng biếng ăn của bé thì càng rõ rệt hơn. Con nhà mình thì đến lúc ăn ấy thì ăn thì rất là chậm. Thì vợ chồng mình cũng có tìm hiểu cái phương pháp là chăm con kiểu Nhật, nghĩa là khi nào mà cứ để cho con tự đói và con tự ăn. Thế nhưng mà như thế thì bà nội thì lại thương cháu, xót cháu. Thành ra cứ mỗi lần đi đón cháu đi học về ấy, thì là cứ giấu mình cho cháu ăn bim bim rồi trái cây. Thành ra đến bữa ăn ấy, ép con ăn thì con lại không ăn, rất là biếng ăn. Mà cho con tự giác ăn ấy thì là chỉ có mải chơi thôi và quên ăn. Thì mình cũng thấy rất là lo lắng. Khi bé nhà mình 3 tuổi thì con mới được có hơn 10 cân. Thì mình bắt đầu là tìm hiểu các cái phương pháp để làm sao mà để cho con không còn biếng ăn nữa. Tuy nhiên thì bà nội thì ngày nào cũng cứ nói bóng nói gió là nuôi con kiểu gì mà cứ để con còi cọc như vậy. Như ngày xưa như bà nuôi con ấy thì bằng cái phương pháp truyền thống thôi mà con không có ai bị còi cọc cả. Rồi là cứ so sánh mình với cả các cái con dâu nhà bà bạn ấy, thật sự là mình rất là stress. Thì bắt đầu mình có lên hội nhóm để mình tìm hiểu các cái phương pháp cũng như là các cái sản phẩm kích thích cho con ăn ngon và cả những cái sản phẩm sữa ngoại nữa. Mình mua cả những cái sản phẩm rất là đắt tiền về để cho con uống, nhưng mà có những cái loại sữa mà rất là nóng, khi mà con uống vào thì còn bị táo bón nữa. Thì mình có đi họp lớp thì mình cũng chia sẻ cái tình trạng của con nhà mình. Thì các bạn có giới thiệu cho mình cái sản phẩm sữa non Onfa Mama thì mình cũng mua về để cho con nhà mình dùng thử, thì không ngờ là kết quả đã ngoài cái sự mong đợi của mình. Mình cảm thấy rất là ngạc nhiên về cái sản phẩm sữa này và mình đã quyết định là mua một hộp về để cho con nhà mình dùng thử. Thì sử dụng trong vòng một tuần đầu thôi thì cái tình trạng táo bón của bé nhà mình đã được cải thiện rõ rệt rồi. Thì mình cảm thấy đây là một cái sản phẩm sữa rất là mát, và cứ thế là con mình sử dụng thì mình thấy là bé nhà mình kêu đói và đòi ăn. Thì vợ chồng mình thấy rất là vui mừng nên là mình đã quyết định là mua thêm 3 hộp nữa để về cho bé nhà mình uống dần. Thì từ khi uống cái sản phẩm sữa non Onfa Mama này thì thấy bé nhà mình là ăn ngon miệng hơn, không hề bỏ bữa. Sau 2 tháng thôi thì bé nhà mình đã tăng được 8 lạng rồi. Sữa non Onfa Mama là sự kết hợp đột phá theo tỷ lệ kim cương từ sữa non của bò, bào tử lợi khuẩn sống đa chủng Hoa Kỳ và yến xào hảo hạng. Đây là cái sản phẩm cao cấp với giá trị dinh dưỡng tuyệt vời dành cho trẻ nhỏ, giúp trẻ là kích thích tiêu hóa, bổ sung dinh dưỡng thiết yếu, giúp con tăng trưởng chiều cao, cân nặng và sức đề kháng. Nhờ có sản phẩm sữa non Onfa Mama này mà bé nhà mình phát triển rất là ổn định, và đặc biệt là mẹ chồng mình cũng rất là ưng ý với sản phẩm này. Và một cái điều đặc biệt nữa là sản phẩm sữa non Onfa Mama sẽ được chia nhỏ thành các túi, mỗi túi là 18 gram, tương đương với một bữa phụ cho bé, nên là các mẹ khi mà pha sữa cho con ấy thì cũng rất là tiện lợi. Mình đã cho bé nhà mình sử dụng cái sản phẩm sữa non Onfa Mama này rồi và thấy rất là hiệu quả, nên hôm nay mình muốn chia sẻ cho tất cả các mẹ, những mẹ nào mà đang có con biếng ăn, con kém hấp thu và dễ bị táo bón thì hãy tìm ngay đến sản phẩm sữa non Onfa Mama này nhé. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.